Ok, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm 10.000 và 100% có 10.000 ha. Chỉ cần các bạn làm đúng tất cả các bước mà mình hướng dẫn ha. Rồi, các bạn mở store lên cho nó search ví Việt. Ví Việt ha. Rồi đây cái app màu vàng vàng nên các bạn để ý ha. Ví Việt, ngân hàng bưu điện Liên Việt Postbank ha. Rồi, sau đó thì các bạn mở cái ví Việt lên. Event này rất là dễ để có thể có được 10.000, gần như ai cũng có thể làm được nên các bạn cố gắng theo dõi và làm đúng bước ha. Nhưng mà các bạn làm sai thì bên Ví Việt họ sẽ không chấp nhận. Và 10.000 này thì các bạn có thể mua được thẻ nè, hoặc là nếu như mà các bạn có thể mời bạn được ở bên sau bên trong thì mình sẽ hướng dẫn thì các bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền ha. Ok xin lỗi. Bây giờ các bạn quay lại cái menu nãy ha, chọn đăng ký tài khoản. Ở đây số điện thoại thì các bạn nhập chính xác số điện thoại nha. Rồi, ở đây các bạn lưu ý nha, họ và tên thì các bạn phải điền đầy đủ và có dấu. Họ và tên này phải đúng nha. Điền sai thì họ sẽ không xem đến luôn á. Rồi, email thì các bạn có thể nhập email này, nhập mật khẩu này. Rồi. Rồi sau cái bước này thì các bạn nhập cái mã là săn thẻ, có nghĩa là mã này là mã dành cho những người giới thiệu ha. Rồi. Ok, chào mọi người ha. Rồi sau khi mà các bạn đã đăng ký xong cái tài khoản lúc nãy á thì các bạn hãy thoát ứng dụng Ví Việt ra và sau đó các bạn chờ khoảng cỡ 10 phút các bạn quay lại vào và trong đến màn hình này luôn nha. Thì các bạn sẽ thấy được một cái bảng thông báo là xác thực. Thì khi mà các bạn nhấn vào nút đồng ý thì sau 24 tiếng đồng hồ thì bên Ví Việt sẽ gửi cho các bạn 10.000 và 10.000 này thì các bạn có thể mua thẻ cào gì ha. Rồi sẽ cho các bạn coi cái thông báo của phần nhận thưởng ha. Rồi các bạn có thấy không ạ? Rồi. Rồi và đây là một cái phần sâu hơn là cái phần mà ở đây này thì các bạn giới thiệu được một người thì các bạn sẽ có được 10.000 à, như vậy thì nếu như các bạn giới được thiệu được càng nhiều người thì các bạn sẽ có được càng nhiều tiền ha. Với lại event này cũng khá là dễ tại vì bạn có các bạn chỉ cần đăng ký và đăng ký đúng thông tin và nhập mã thì các bạn sẽ có được 10.000 rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và chúc các bạn kiếm được thật nhiều thẻ cào từ săn thẻ nhé.